Chị có hay hay ăn ở đây không? Dạ có. Tên của anh là Mỹ Hành, đây là quán Thủy Mẹ. À, xíu nữa mình có thắc. Mấy con này cũng là con. Xin chào buổi sáng ở nhà nha. Bây giờ là 7 giờ rồi thì anh Nghĩa có chạy đón mình đi ăn sáng rồi. Sẽ tham quan vòng vòng quanh thành phố Nha Trang nha. Cả nhà di chuyển theo mình nha. Hôm nay mình có mang củ sạc đi để sạc này cả nhà. Anh Nghĩa bây giờ mình sẽ đi đâu anh? Bây giờ mình sẽ đi ăn sáng, ăn bánh canh, Nha Trang. Bánh canh hay bánh canh? Bánh canh, chả cá. À, bánh canh. Cầu xoay nhà 6. Nhà thờ đá nổi tiếng Nha Trang. Tất cả bằng xây dựng bằng đá anh. Anh cũng có tên của anh là Mỹ Hành, đây là quán Thủy Mẹ. Xíu nữa mình có tham quan cái này không anh? Có luôn. Quay qua cho cả nhà xem trước này. Còn bây giờ thì đi ăn trước cả nhà. Quán này nổi tiếng ở đây luôn này. Cả nhà xem này. Mọi người ngồi dọc theo một cái đường này luôn. Mình ra đây mình quay, mình hỏi xem cô. Các cô làm món ăn nào? Ăn nào? Uống gì không? Anh ăn gì nhỉ anh? Anh gọi hai tô rồi đúng không? Chị có hay ăn ở đây không? Dạ có. Chị cảm nhận sao về cái món này? Ngon. Món ngon. Xem quay sự vài nhé. Làm cái miếng mặn này là miếng bánh gì ạ? Da cá. Chả cá. Trứng cá. Có cả trứng cá luôn. Lòng cá. Uầy, đầy đủ ha. Còn món này là món ớt à? Chị ăn được ớt không? Dạ được. À, được luôn. Ủa, ở trong đây là mọi người sẽ không ăn thìa anh? À, không ăn đũa à? Không, bánh canh thì chỉ ăn muỗng thôi, ít ăn đũa. À, mình sẽ dùng muỗng mình múc. Hấp dẫn hả? Ok, cảm ơn cô nha. Mai lên kênh TikTok mấy trăm k lượt follow. Thêm một bánh mì nữa. Ăn một bánh mì nữa. Ăn đây có bánh mì. Chào bánh mì đây cô ơi. Mời cả nhà nha. Hai ổ nha. Có trứng này. Cái này là da cá gì anh? Da cá bò cả. Da bò gù. Ba gù á? Bò gù. Bò gù. Có ra cá bò gù này cả nhà. Dạ, con xin ạ. Ok, mời cả nhà ăn sáng nha. Cả nhà ơi, mình vừa cho cái miếng ớt vào đây mà nó cay dữ luôn. Anh chỉ em cái cách ăn cái bằng thìa đi. Em từ lấy giờ em không ăn được luôn đấy. Ta nói. Cứ thế là múc vào xúc luôn. Em tránh bớt nhỏ là múc lên được nhiều hơn. Xúc lên chiến luôn. Chị này ăn giỏi ra. Ơi, chị cho em mượn một đôi đũa được không? Không có đũa luôn ạ. Nản thực sự. Hello mọi người. Vậy thì nói chung là không biết gì thì mới nhìn xung quanh. Mình nhìn chú đưa cái này lên và ăn sẽ nhanh hơn. Học hỏi kinh nghiệm. Chứ còn kiểu để như này, để dưới này mà kiểu cúi này ăn rất là lâu và mệt.
Đây là quán bánh canh số 1 đường Bà Triệu. Ăn cả bún bư thoải mái nhỉ. Người cao một cuối cái đầu mà ăn luôn này. Ăn no là cũng hết 48.000 cả nhà. Hai tô và hai ổ bánh mì. Đây là 4.000 còn có bánh canh là 20.000. À. Cảm nhận mà sau khi mà ăn xong là rất là ngon mà cay. Ớt cay quá cả nhà. Vậy mấy anh em tôi ăn xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi đâu anh Nghĩa nhỉ? Đây là con đường là mình sẽ đi lên chùa Long Sơn. Chùa Long Sơn. Okay. Hôm nay em dậy từ lúc 4:30 sáng em chỉnh sửa video ấy. Đến tận lúc anh gọi mới đăng xong ấy, mới xong ấy. Anh là chịu tất cả những người đứng cả nhà với vết chùa Long Sơn này. Tới cổng rồi cả nhà. Mình được đi xe vào trong anh. Tượng Phật. Qua. Chùa này thì theo mình biết là đó là một ngôi chùa mà có cái tượng Phật nằm duy nhất ở Nha Trang này. Tượng Phật mà nằm chứ không phải là đứng. Nằm duy nhất ở Nha Trang. Và có thêm một cái tượng Phật ngồi ở trên đỉnh núi. Ở Nha Trang. Cái chùa Long Sơn này là một trong 6 điểm tham quan của thành phố Nha Trang, nằm trong nội một trong 6 điểm nổi tiếng đấy. Là gồm chùa Long Sơn, nhà thờ đá Hồng Trầm, viện Hải Dương Học, tháp Bà Bồ Đề Già. Ok. Năm 6 tầng nằm. Mời cả nhà di chuyển vào bên trong nha. Đứng hai bên để coi quán. Lịch sử chùa Long Sơn. Đây là chánh điện cả nhà nha. Khi vào đây ấy, cả nhà sẽ có một cảm nhận rất là yên bình và thư thái. Wow. Mình sẽ vào đây mình ngồi thiền khoảng 5-6 phút cho tượng Phật này cả nhà. Bây giờ cả nhà sẽ cùng theo chân mình và anh Nghĩa tới tượng Phật nằm nha. Đường lên Phật đài. Kim thân Phật tổ. Mình sẽ phóng to cái này ra. Mọi người ấn pause để đọc nha. Và đây. Mình đã tới với tượng Phật nằm rồi. Chân của Đức Phật có hai biểu tượng là của Phật giáo cả nhà. Wow, pho tượng này to thật đấy. Tay của mình này chỉ bằng một ngón chân của Đức Phật này. Ở phía trên này thì cả nhà có thể nhìn thấy là các sư thầy là đang chắp tay niệm này. Các đệ tử của Đức Phật này. Wow. Đức Phật to thật đấy. Cả nhà.
lên đỉnh đồi để tham quan tượng Phật Quan Âm cả nhà. 193 bậc đấy. Đồi này gọi là đồi trại thủy. Đồi trại thủy. Phật Chánh. Chánh. Phật Trắng. Đúng rồi. Phía bên tay trái là nhà đây. Tháp chuông. Hay còn gọi là Đại Hồng Chuông này. Leo này thấy oải anh ạ. Bốc bộ nhiều mà nghe bậc cũng hoài thật đấy. Cả nhà đã lên đến với đỉnh rồi. Bức phượng, bức tượng Phật này to quá. Tượng Phật Trắng. Cả nhà nhìn sang phía bên tay phải cả nhà này. Cả nhà nhìn thấy được thành phố Nha Trang luôn này. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đây để cho cả nhà xem kỹ hơn này. Nếu bức tượng này mà mình càng tới gần này thì cả nhà sẽ nhìn khó hơn. Cả nhà mình nên nhìn ở phía trên, ở phía xa xa ấy để nhìn được toàn cảnh. Ngay phía trên đây, sang ngay bên tay phải cả nhà. Wow. Trên đây không khí mát đấy. Phía bên này là phía bắc ấy. Phía bắc. Phía nam bên này. Còn mặt biển thì nó hướng ở đâu anh? À, nó sẽ làm dãy nhà cao tầng á. À đây, là biển hướng về đây phía này. Đây là đường. Mặt của Đức Phật sẽ nhìn về dự án tâm linh. Đúng rồi, dự án tâm linh là làm chùa như thế này. Du lịch tâm linh á, theo hướng du lịch tâm linh. Dạ. Cảm giác đó là nhiều dự án trên đó và đã được dựng mà người ta đang tiến hành làm. À thế là tại sao? Vậy thì sau khi mà mình tham quan xong chùa Phật Trắng này thì bây giờ nhà mình sẽ dẫn anh Nghĩa sẽ dẫn cả nhà mình đi đâu nhỉ? Giờ đi nhà thờ đá. Đi nhà thờ đá đi. Ok. Ok, tạm biệt chùa Phật Trắng. Cả nhà mình di chuyển đến nhà thờ đá nha. Cả nhà theo chân mình và anh Nghĩa tới thăm nhà thờ đá. Thăm nhà thờ đá nha. Đây là hướng ra của cổng chùa nha cả nhà. Hôm nay thời tiết Nha Trang nắng, cũng có hơi nóng một chút cả nhà. Nhà thấy thời tiết nắng không? Bắt đầu nó chói lại, nhìn nó hơi mờ mờ ảo ảo. Cái nhà thờ đá sẽ cách đây bao xa anh? Cách khoảng tầm 500m. À ngay đây anh? Ngay chỗ vòng xoay. Ngay chỗ chữ Nha Trang. Cả nhà đang đi ở phía bên ngoài của nhà thờ đá nha. Gọi là nhà thờ đá, người gọi là nhà thờ núi. Chỗ này là một trong những điểm các cặp đôi chụp ảnh cưới. Các cặp đôi chụp ảnh cưới. Đúng rồi, chụp ảnh cưới ở đây rất là nhiều. Ok. Bây giờ mình sẽ đi lối nào để lên anh? Đi vô mà không có khẩu trang các bác bảo vệ không cho vô cả nhà. Bây giờ lại phải quay lại lấy. Ok anh. Ở nhà đi chơi nhớ đeo khẩu trang vào nhà. Nhà
nhà thờ núi giáo phận Nha Trang. Chào mừng các bạn đã đến với nhà thờ núi nha. Đây là cổng vào này. Cái này là người ta bắt đầu là mới sơn lại đúng không anh? Ở trên đây là phúc cho những kẻ chết mà đã chết trong Chúa. À, thế là người ta sẽ khắc ở trên đây cả nhà. Kể anh. Chắc là trong Chúa giáo thì người ta nói vậy mà. Ta là sự sống lại, sự sống. Ai tin vào ta thì dù chết cũng sẽ sống lại. Phía trên này nha. Bây giờ mình phải đi đường vòng này để lên trên đấy. Đức Mẹ Maria này cả nhà. Chúa Kitô phục sinh. Wow, nhà thờ đá đẹp quá. Anh vừa nói xong, có cô dâu chú rể đến đây chụp đám cưới nữa cả nhà. Chúc hạnh phúc anh chị nha. Chú rể đẹp trai quá. Cô dâu cũng kén xinh gái luôn. Đi xa. Chúc phúc hai anh chị nha. Mình thấy một điều đặc biệt là tất cả những cái ô trụ ở trên đây ấy, thì sẽ gắn một vị của điện đạo Thiên Chúa lại. Đây, cả nhà nhìn này. Mình cứ đi qua một bậc thì lại có một vị. Mình không dành về Thiên Chúa giáo lắm cả nhà. Nhưng mà mình thấy là ở dưới đây sẽ có các tên này. Ví dụ như là Monica này. Đó. Còn bên này thì là Kim Thông cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ vào trong đây khám phá thông cho mọi người tham quan trong đây nha. Thì ở ngay phía dưới bên kia thì là thành phố ồn ào, còn khi mà vào trong đây rồi thì cả nhà sẽ cảm thấy được một cái không gian tĩnh lặng. Bây giờ mình sẽ vào trong thánh đường nha. Mình vào trong đây thì hiện tại là không có ai cả nhà. Vào trong đây thì mình cảm nhận được một cái không khí rất là mát và yên bình. Đây, cả nhà nhìn các kiến trúc của thánh đường này. Đây là phía mặt sau rồi cả nhà. Wow. Có hai anh em vào trong đây rồi cả nhà. Thực sự là đang đi chụp ảnh với anh Nghĩa. Thế là buồn VKFC quá. Chạy xuống kia. Cả nhà biết cái gì không? Bây giờ đi xuống cho cả nhà xem. Đi nối xuống đây cả nhà. Toilet VKFC này. Này. Sau đó thì lúc đấy là mình đang hớt ha hớt hải chạy xuống. Tính đi VKFC. Anh Nghĩa biết tại sao mà em chạy xuống lại chạy lên rồi đấy. Đây. 4.000. Anh support giúp em bác nhá. Vâng, không anh hỗ trợ em bác. Anh hiểu không? Okay. Bây giờ mới hiểu. Đấy là lý do mà em chạy xuống chạy lên đấy. Cà phê đây. Dạ. Cà phê view biển.
cà phê view biển luôn anh. Cà phê 4 mùa ở Bắc. Ok, vậy tạm biệt nhà thờ đá nha. Hẹn một ngày không xa quay lại. Và sẽ dẫn người thương đi đến đây để chụp ảnh. Có một cái góc chụp kia rất là đẹp cả nhà. Đi uống cà phê thôi cả nhà. Quán cà phê ở ven biển ngó cái đây xa không anh? Đi xuống tôi biết là tới rồi, khoảng tầm 500-600 mét rồi. Đây nè. Nó nằm phía ngay là góc này. Góc trọng. Dạ. Sau này, chúng ta có một công việc, sống bông chiến thành phố, gần cô. Ông anh nhiệt tình quá. Havana và trên tầng sân thượng này sẽ có là ba skyline ngoài trời. Ba skyline ngoài trời. Đúng rồi, ngắm toàn thành phố nhưng mà hiện tại hình như là đang dịch nên đang ngưng hoạt động. Tạm dừng hoạt động. Cao thế anh? Trên tầng 42 ạ. Cái view mà vào trong quán cà phê 4 mùa đấy cả nhà. Có treo đèn lồng đẹp trên này. Sàn là sàn gỗ nha. Wow. Gió biển thổi mát rượi. Quán này cũng rất là đông, đông người. Mình sẽ quay cho cả nhà xem một vòng luôn nha. Phía bên này thì chắc là đồ ăn. Ôi, nước biển Nha Trang này xanh, xanh ngắt luôn cả nhà. Sao đắng lắm. Dạ. Đây này sạc đỡ. Ở đây giá cũng tương đối ok. Theo anh ở Nha Trang 10 năm anh thấy quán này cái view này nhưng mà giá ly cà phê 5.000 là không quá mắc. Dạ. Tức là vừa hợp lý. Giá hợp lý và đồ ăn sáng nó cũng hợp lý. Đó, nước ép nó từ 60.000 đến 80.000. Sau em sẽ gọi cái nước ép 4 mùa Bắc cái này. Anh cho mọi người xem một tấm ảnh và lấy em gửi cho anh nào. Cả nhà nhìn thấy anh Nghĩa có tướng đi tu không? Không có gì chia sẻ cho anh, nên là ngồi chia sẻ cái trải nghiệm đi bộ với cả chỉ cho anh mấy cái chụp ảnh rồi là chỉ sửa video. Anh tải video lab về chưa? Rồi, tải rồi. Ok, để em chỉ luôn cho anh luôn. Vừa nãy thì mình có gọi tô sinh tố 4 mùa cả nhà. Có xoài, dâu tây và chuối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi luôn anh Nghĩa là lịch trình hôm nay. Bây giờ là 9:18 rồi. Thì tới nữa mình sẽ sau khi uống cà phê ở 4 mùa này thì mình sẽ đi tham quan viện Hải Dương Học. Viện Hải Dương Học. Đúng rồi, ở đó sẽ có các loài thủy hải sản do người ta bảo tồn trong đó. Dạ. Và tiếp theo là sẽ đi đến các cái bạn nhân viên của mình đang làm việc gần đó, thì mình sẽ đi ngang qua mình check tham quan tí. Ok. Check chất lượng làm việc của các bạn. Dạ. Sau đó mình sẽ về nhà ăn cơm trưa. Dạ. Rồi nghỉ ngơi nghỉ trưa xong đến chiều tầm 3 giờ mình 3 giờ đi. Đúng rồi, mình sẽ đi tham quan đèo Lương Sơn. Cái điểm đó thì các bạn chỉ đến Nha Trang check in rất là nhiều. Chiều từ 3 giờ trở đi đến 9 giờ tối thì người ta bán đồ ăn sáng. Bán đồ ăn vặt. Các bạn có thể vừa ăn vừa chụp ảnh lấy cái view rất là đẹp. Rồi mình về chiều mình đi ăn đặc sản Nha Trang, ăn nem nướng này. Đúng rồi. Mắm nhí. Tối qua là mình đã ăn ốc rồi. Đúng rồi. Mình sẽ ăn nem nướng và mắm nhí. Dạ. Mà sáng nay mình cũng được ăn bánh canh rồi. Đặc sản rồi. Ok. Tối đói bụng nữa thì mình có thể đi ăn cá. Ok, vậy thì hôm nay thì rất là cảm ơn anh Nghĩa đã dẫn cả nhà đi phá đảo của Nha Trang nha. Biết ơn anh Nghĩa rất là nhiều. Ok.
Anh em trả tiền rồi đi thẳng ra viện Hải Dương học không cả nhà? Di chuyển đi thôi cả nhà ơi. Ok, cảm ơn anh nha. Hôm qua anh bỏ cái bãi này là bãi gì đó? Bãi này là bãi tắm ở trong Trần Phú thôi. Còn bãi vào chiều mùng 2 tháng 4 đi anh. Cái sự kiện lớn thì là được tổ chức ở đây. Giống như festival biển là 2 năm một lần. 2 năm một lần? Đúng rồi. Và năm lễ, năm tới thì 2021 là có festival biển. À, 2 năm một lần. Nó sẽ tổ chức ở nó tại đây luôn này. Nó sẽ làm sân khấu bên này. Mình đã đóng cái đường này lại. Ừ. Nó làm sân khấu bên này, nó làm khán giả ngoài bên này. Ừ. Làm về xếp ghế, lắp ghế cao lên, tầng dạ. Lên, tầng lên sân khấu bên này. Tới cho anh. Không đây à? Chào mừng cả nhà đến với bảo tàng Hải Dương học. À, trong đây em nhớ là có cả khu rùa các thứ ở góc kia. Có khu rùa. Mình dẫn cả nhà vào đây tham quan một vòng nha. Đang đi để xe đây nha. Ok. Mua vé anh. Bảo tàng Hải Dương học. Vé ở đây thì bao tiền vé anh? 40.000. Sinh viên là 20.000. Lối vào tham quan. Nhưng mà mọi người chưa đi thì em quay cho mọi người xem này. Này, san hô cả nhà ơi. Trông đẹp chưa? San hô tươi anh. Cá đuối anh. To thật đấy. Con này là độc đúng không anh? Rất là độc đúng không? Uầy, cá mập to anh, con cá kình đúng không anh? Đây đây, đi 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 xem này, xem con cá kình. Cả nhà xem này nha, cá mập này. Ui. Bụi chả bá luôn. Con lươn này. Trần biển. Trình biển này. Đây cả nhà nhìn đâu. Nó trình. 20kg anh. To thật đấy. Người dẫn mình nào sang bên này nha. Đây, con cá trình biển này. Ủa, thế cái con giống... Nằm rất trời. Mập. Con này cái gì là một con chút to. Này chắc là... Cắn. Nó cắn đấy. Cái mập này là cái đứt tay. Cắn đứt tay luôn. Đây là cái to. Cái lớn. Ừ. Con kia cũng là con cá trình anh. Đi
đi anh. Đi này, mấy con cá mập này. Mấy con này cũng là con cá thật luôn cả nhà nhá. Nó đang nằm nó vẫy đuôi kìa, nó ngáp 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 kìa. Rác làm cụ rùa. Rừng ngập mặn. Sẽ có cá sấu cả nhà nhá. Đây còn cá sấu đây. Những cái cây này là cây đước cả nhà nhá. Cây đước này thì ở trong Cà Mau mình nhìn rất là nhiều. Đây, cây đước đây. Nhìn thấy mà, đây, cá sấu cả nhà đây. Nhìn cái rạc của nó đây. Cá sấu hoa cà. Đây. Sang bên này thì cả nhà sẽ nhìn được rùa nha. Wow. Con này là rùa biển nha. Phía bên này là có cát này để cho nó đẻ trứng này. Mấy bạn nhỏ đang ngồi xem rùa đây. Đi sang bên này cho cả nhà xem còn gì nữa. Cá chim trắng anh, cá chim trắng qua mình ăn đấy hả? Ôi, cụ rùa này to nhỉ. Đôi mồi ấy hả? Con đôi mồi với con rùa nó khác nhau gì ta? Nó là họ rùa. Họ rùa này anh. Họ họ của rùa. Biểu tượng. Đây là một tảng đá thuộc Khánh Hòa. À. Ở chỗ xe là cực đau à. Nơi bảo vệ tổ quốc. Nha. Con này là con cá trình này cả nhà. Mới vào. Cá là cá mú chuột. Tôm bác sĩ. Dẫn cả nhà đi xem này. Cá chuột. Cá nóc chuột cả nhà. Trông cái mỏ nó điêu ấy. Cá bò, bò hòm. Ăn ngon này. Nó có độc không? Không. Con này nó tướng, con này nhiều người thích ăn. Nhiều người thích ăn. Mình phải kéo sáng xuống này, nhìn nó rất là rực rỡ. Nó nhiều màu, có con màu đen. Cái này ra nó kiểu muốn hôn mình, hôn cả nhà một cái này. Chai tai tượng, đây cái đúng không anh? Con này đúng không? Con này là tả nắm. Nắm đồng gì đó. Còn đây là con trai tay tượng. Đây nữa. Con này nữa. Bên này trông đẹp ta. Bên này là kiểu nấm. Chắc là táo hay gì vậy? Ừ. Đẹp rồi đấy. Con cá giới thiệu mọi người, đây là san hô hèm. Hải quỳ và cá khoang cổ. Cá khoang cổ đỏ. Cá mắt quỳ. Đây anh. Đây à? Nó trông như kiểu, giống như kiểu cục đá vậy cháu. Nó một lắm á. Con bự nhất kìa. Đây, con cá. Cá mú sáu sọc cả nhà. Con này là cá đuôi gai rù cả nhà. Đây cho nhà xem này. Cá chim cờ. Trông giống kiểu Avatar cả nhà nhỉ. Trông giống kiểu cái phim Avatar ấy. Tôm lạc đà. Tôm nhìn cho nó hay đấy nhỉ.
cá bống đuôi kéo. Kho tiêu. Kho tiêu ngon anh. Cá mó đèn. Ui, trông trông kiểu mình đang xuống tận đáy biển như anh nhỉ. Nó phản quang á. Con phản quang. Đây đèn chiếu vào nó sáng. Đúng rồi, phản quang. Đây đây. Đó, rồi cá mó đèn. Cá mó đèn. Rất là nhiều con cá si vàng kia này, có con lạc loài ở mặt kia. Cái này cá mó, mó là mó gì vậy không biết. Trông đẹp. Sau biển. Bộ này. Con này con cầu gai, nhâm rồi. Bắt đầu con cầu gai này không ăn được không anh? Con này không ăn được. Con ăn được lại con không, cái gai nó ngắn lắm. Nó ngắn. Còn con này gai dài. Cái dài có độc không anh? Đúng rồi, cái này nó chích vô đông mình là nhức lắm. Nhức chân. Chỗ này là cái đầu nó giảm nó thu to này. Đây nè. Anh ấy hình như cái con này là con vật đi đúng không? Đang ăn này này. Con này giống con hải sâm rồi, không phải. Giống rồi. Giống hải sâm rồi, phải không? Cái con cầu biển này nó có một cái mắt tròn ở giữa này. 2 mét. Hai mắt với cái miệng. Hai mắt với cái miệng. 2 mắt rồi anh. Ủa nhiều mắt nữa. Nó nhiều mắt rồi. Cái miệng. Ủa, nhìn kinh dị đấy. Con là tôm mũi ni. Mũ ni. Mũi ni. Mũ. Mũ. Mũ ni. Đúng rồi. Tôm trước nha. Trông giống cái mũ. Đây này, bên này là cái này. Con này cũng ngon lắm. Ăn ngon luôn. Giới thiệu với cả nhà cá kẽm kem kem ngã kẽm. Cái con này anh biết con này có gì không? Đó là con ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng nè. Con này bự là con này mấy năm. Mấy năm ấy. Đúng rồi. Con này to. Cá kẽm. Ốc mặt tây. Ốc mặt tây. Mà để bỏ. Bọn cá trình này nhìn giống kiểu cái bọn rắn nhỉ anh nhỉ? Trông nhìn giống rắn. Wow. Trông cái người này hay nhỉ, nó lấy cái đuôi của nó quặp vào cái này anh. Là nếu mà ở dưới biển nó cũng phải cần như vậy không anh? Không, có khi nó bơi thì nó không cần đâu. Nó bơi giống một ngựa. Bơi giống con ngựa. Kiểu với cả nhà là cá sơn đá. Mà người ta trang trí mấy cái cây này trông nó đẹp ra. Giống san hô mà loại san hô. Mắt con này to thật đấy. Wow. Cá mau tiên. Em nhìn những con như này em thấy kinh rồi. Em chỉ sợ nó có độc thôi. Không ăn được không anh? Đấy. Bọn nó cứ núp dưới đây. Đây này. Cá mú chuột. Cái này cái hải quỳ đây. Mẫu vật lớn đấy cả nhà. Đâm thẳng vào trong. Cá nạng hải. Giống thủy quái hơn. Hải cẩu. Bộ xương cá voi ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình cấu trúc của nó này. Còn đây này. Xương thật luôn cả nhà. Ngày trước mình có đọc một cái khoa học nghiên cứu là cái cá voi này nó cũng tiến hóa từ người mình cũng tiến hóa từ đây lên đấy. Một ngón tay, 2, 3, 4 và 5, 5 ngón tay.
cá, cá tầm Trung Hoa trông nó to đấy, cá rỗng móm nhọn, bộ xương bò biển đây, con bò biển này cả nhà. Đây là cái bức tranh miêu tả làng tiên cá này, bên này cũng có này, tự nhiên con ruồi đậu kia. Tự nhiên cũng nàng cái gái của con ruồi đậu kia. Đây. Cả nhà có tin vào nàng tiên cá không? Anh em comment bình luận phía dưới xem. Đi đây. Tô 10 tấn cơ anh. Đúng rồi. Đó. Bộ xương đã bị vùi sâu dưới ruộng khoảng 1m2 độ chiều sâu á, độ sâu vùi sâu dưới 1m2 cách biển 4 cây số, theo đường chim bay, chiều dài là 18m, trọng lượng là gần 10 tấn. Ok, chứng tỏ là cái viện hải dương học nó to nhỉ anh nhỉ. Cái nhà đi với cấp xe. Cả nhà đang vào lối thủy cung. Trong đây thì nó hơi đục cả nhà. Nhìn nó hơi xấu xấu. Chim tối qua anh em ăn đúng không? Tối qua mình ăn những con nhỏ nhỏ này. Ôi, này to thế. To hơn bàn tay luôn. Ui. Nhiều quá chim thật. Cái này nó đang mô phỏng là cái thuyền nó bị đắm không anh? Đắm thuyền. Cái chim này thì nó thường nó ăn gì anh? Ăn các con vật khác à? Rong, tảo với lại các cái sinh vật không mềm nhỏ nhỏ. Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Wow. Lần trước mà em đi đến đây, anh hướng dẫn viên không dẫn vào đây cơ. Kiểu người ta muốn dẫn nhanh để cho nó xong ấy. Cả nhà nhìn này. Con cá này mini trông dễ thương chưa? Cá mú. Con này thì tèo rồi. Bên này này. Xăm này cả nhà xem tôm hùm. Tôm tự nhiên, anh ngon. Tôm hùm nhìn trông nó gầy anh nhỉ? Tôm tự nhiên. Ừ. Tại sao anh biết là tôm tự nhiên? Cái vỏ của nó. Ừ. Nếu mà tôm nó cái vỏ nó xanh màu, nó sạch màu, nó sạch sỡ, màu nó sáng. Ừ. Nó là màu tối. Nó ở dưới đá nhiều. À. Cái con này nếu mà bắt được rồi thì mất tiền á. Mất tiền. À, người ta đang cho ăn cá này anh, miếng cá này, người ta ném miếng cá nó đang ăn. Cá mập chọn san hô, con này tèo rồi. Cá đuôi gai. Cá thu xong, con này to rồi đấy. Chả cá. Cá họ cá bàng chài.
Bên này thì là toàn những cầu nhím ấy cả nhà. Đẹp chưa? Giống như cả nhà đang ở trên tiên cảnh ấy. Wow. Đẹp quá. Chạy luôn. Dẫn người nhà đi vòng quanh cái này một vòng nha. Nhiều cá quá. Đang dẫn cả nhà vào trong cái này to chưa? Wow, hấp dẫn thật đấy. Dưới đây đang sửa chữa anh. Hết đường rồi. Quay về cả nhà. Cá tầm. Cá mập. Ok, bây giờ là lộn lại cả nhà. Cái đoạn dưới kia nó bị hỏng rồi, đang sửa chữa. Thứ nhất là cái cột nước này. Cả nhà nhìn thấy cái mặt của mình không? Nó đen xì rồi. Rồi, chỗ quán này cũng được. Anh Nghĩa ơi, cả một dọc này đều là cái dòng xe giống của anh này. Pegot à anh? Đọc, anh đọc cho anh chuẩn tên là gì? Peugeot. Ba con Peugeot cạnh nhau luôn. Đi thôi cả nhà. Ngoài nóng vào trong xe cái mát luôn rồi nhỉ. Gió thổi pha pha. Tập bạn muốn hẹn hò anh. Tập bao nhiêu thì chưa được thông báo. Cũng quay quay rồi đúng không anh? Quay rồi. Để chuyển lại đây nữa. Anh ơi, đây là cái cáp treo đi đâu nhỉ? Đây là cáp treo đi Vinpearl Land đấy. Đi Vinpearl Land. Đúng rồi, tại đây đi qua kia là Vinpearl Land nhỉ. Bên kia. Vinpearl Land đó. À rồi, ok. À bên đó là em cũng được sang đấy chơi rồi anh ạ. Do video dài quá cho nên là mình làm phần 2. Chiều nay thì cả nhà sẽ được tham quan thành phố Nha Trang và được ăn các món ngon ở tối nay nha. Yêu cả nhà nhiều.